Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Bảng nhân 8. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nhẩm bảng nhân 8. Cũng giống như là các bảng nhân khác, chúng ta bắt đầu nhẩm từ nhân 1, nhân 2, nhân 3 cho đến nhân 10. Số nào nhân với 1 thì kết quả cũng bằng chính số đó. 8 x 1 bằng 8. Để nhẩm 8 x 2 thì các em lấy 8 cộng thêm 8 bằng 16. Rồi tương tự như vậy. 8 x 3 các em lấy 16 cộng thêm 8 bằng bao nhiêu? Bằng 24. 24 cộng thêm 8 bằng 32. 32 cộng thêm 8 bằng 40. 40 cộng thêm 8 bằng 48. 48 cộng thêm 8 bằng 56. 56 cộng thêm 8 bằng 64. 64 cộng thêm 8 bằng 72. 72 cộng thêm 8 bằng 80. 8 x 10 bằng 80. Rồi các em nhớ cách nhẩm bảng nhân 8 chưa? Để cụ thể hơn thì chúng ta vào phần bài tập. Luyện tập 1 tính nhẩm. Ví dụ các em nhẩm 8 x 3. 8 x 3 thì các em nhẩm bắt đầu từ 8 x 1. 8 x 2 rồi mới đến 8 x 3. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 thì các em lấy 8 cộng 8 bằng 16. Tiếp theo, lấy 16 cộng 8 bằng 24. Vậy 8 x 3 bằng 24. 8 x 2 bằng 16. Để nhẩm 8 x 7 thì các em nhẩm tiếp 8 x 4, 8 x 5, 8 x 6 rồi đến 8 x 7. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em nhẩm các phép tính còn lại nha. Tương tự chúng ta có 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 5 bằng 40. 8 x 9 bằng 72. 8 x 4 bằng 32. 8 x 6 bằng 48. 8 x 0 bằng 0. 8 x 10 bằng 80. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe? Một chiếc có 18 bánh xe. Vậy 8 chiếc thì 18 bánh xe được gấp lên 8 lần. Các em lấy 18 x 8. Rồi trước hết là các em viết câu trả lời. 8 chiếc xe có số bánh xe là 18 gấp lên 8 lần. 18 x 8. Các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp xem kết quả bằng bao nhiêu. 8 x 8 bằng 64, viết 4 nhớ 6. 8 x 1 bằng 8 thêm 6 bằng 14. Viết 14. Vậy 18 x 8 bằng 144 bánh xe. Đáp số 144 bánh xe. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.